Bố mẹ Vân Quang Long chính thức lên tiếng, Linh Lan giả mạo nhân thân, lừa dối cộng đồng mạng. Sau những ồn ào hậu tang lễ của Vân Quang Long, mới đây, bố mẹ cố ca sĩ đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của đông đảo dân mạng. Những ngày cuối cùng của năm 2020, khán giả không khỏi bàng hoàng trước thông tin Vân Quang Long, cựu thành viên nhóm 1088 qua đời tại Mỹ. Sự ra đi của cố ca sĩ để lại không ít xót thương cho bạn bè, đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Thế nhưng sau hơn 3 tháng kể từ ngày mất của Vân Quang Long, những ồn ào xung quanh vấn đề tiền bạc cũng như sự thật về bé Helen, con của cố nghệ sĩ với người vợ sau Linh Lan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Liên quan đến vấn đề này, mới đây bố mẹ Vân Quang Long đã chính thức lên tiếng. Theo đó, kể từ ngày mất của Vân Quang Long, gia đình đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, từ đó có những thông tin chính thức về nhân thân của Linh Lan, người được cho là vợ hai của giọng ca Bởi Tin Lời Thề. Chia sẻ trên trang cá nhân, bố mẹ cố ca sĩ Vân Quang Long cho biết về sự giả mạo nhân thân của người tự xưng là vợ chính thức của Vân Quang Long trong thời gian vừa qua. Sinh thời, con trai tôi là Vân Quang Long đã có thời gian quan hệ tình cảm với một cô gái tự xưng là Linh Lan. Sau khi con trai tôi mất vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại Mỹ, cô Linh Lan đã đăng cáo phó công khai trả lời phỏng vấn báo chí tự nhận mình là vợ chính thức hiện tại của Vân Quang Long, có tên thật là Phan Thị Ngọc Nhi, tên con gái là Lê Helen, mang họ của gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã gửi đơn xin xác minh nhân thân tới cơ quan công an và đã được cơ quan công an chính thức trả lời bằng văn bản số 04/CV/CATT ngày 6 tháng 4 năm 2021. Chúng tôi không được đăng toàn bộ công văn có dấu đỏ vì luật không cho phép. Nội dung trả lời của quý công an xác nhận các nội dung chính như sau. Người tự xưng là Linh Lan có tên thật là Ngô Thị Trúc Ly, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1993 tại Vĩnh Long. Qua trích lục tang thư, hộ tịch tình trạng hôn nhân của Ngô Thị Trúc Ly là độc thân, không có quan hệ kết hôn với Vân Quang Long. Người có tên Phan Thị Ngọc Nhi là chị gái ruột của Ngô Thị Trúc Ly, sinh năm 1989, có cùng hộ khẩu, thường trú với Ngô Thị Trúc Ly tại Vĩnh Long. Cháu gái tên thường gọi là Helen, có tên thật Ngô Mẫn Nhi, do người có tên Ngô Thị Trúc Ly đứng khai sinh cho cháu với tư cách là mẹ ruột. Theo Nghị định số 05/1999 NĐ-CP của Chính phủ, một người chỉ được sử dụng một chứng minh nhân dân. Trong trường hợp một người sử dụng hai chứng minh nhân dân sẽ vi phạm điều 19 Nghị định 167/2013 NĐ-CP của Chính phủ. Theo những chia sẻ của bố mẹ Vân Quang Long, Linh Lan hoàn toàn vẫn đang độc thân và chưa từng đăng ký kết hôn với cố nghệ sĩ như đã trả lời báo chí trước đó. Bên cạnh đó, gia đình cũng thắc mắc không rõ lý do tại sao mà Ngô Thị Trúc Ly, tức Linh Lan, vu cho Vân Quang Long là chồng của Phan Thị Ngọc Nhi, tức chị gái ruột của mình và có con chung là cháu Helen. Cũng tại bài đăng, gia đình của giọng ca Nợ Duyên khẳng định Vân Quang Long đã có vợ chính thức, hợp pháp là Hồng Nguyễn, công dân quốc tịch Mỹ cho đến khi qua đời. Chia sẻ về khoản tiền phúng điếu trong lễ nhập quan Vân Quang Long tại Mỹ, gia đình nam ca sĩ cho biết sở dĩ ban tổ chức kiểm đếm, ghi chép cẩn thận các khoản phúng điếu và đến hiện tại mới giải quyết là do nhân thân của Linh Lan không chính xác và phía gia đình cũng không muốn có rủi ro sau này. Những sự thật về góc khuất về Linh Lan cũng như các khoản tiền phúng điếu, gia đình Vân Quang Long cho biết sẽ đăng tải rõ hơn ở các bài tiếp theo. Hiện Linh Lan vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc kể trên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin của Chuyện Của Sao. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.